Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì căn cứ Điều 24 Nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ, quy định cấp lại bằng tổ quốc ghi công trong các trường hợp bị mất, bị thiếu thông tin do mờ chữ hoặc bị hư hại. Theo đó, để được cấp lại bằng tổ quốc ghi công thì đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ cần làm đơn đề nghị cấp lại bằng tổ quốc ghi công gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú, kèm theo bằng cũ nếu còn. Ủy ban Nhân dân cấp xã trong thời gian 5 ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận bản khai, tổng hợp, lập danh sách và tờ trình gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, có trách nhiệm lập và gửi danh sách kèm các giấy tờ theo quy định đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ liệt sĩ sau khi nhận được hồ sơ, sở lao động thương binh và xã hội có trách nhiệm trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ phải kiểm tra đối chiếu hồ sơ liệt sĩ, lập danh sách cấp lại bàn tổ quốc kỳ công đối với những trường hợp đủ điều kiện và có đầy đủ thông tin ghi theo giấy báo tử của liệt sĩ kèm văn bản đề nghị gửi bộ lao động thương binh và xã hội, bộ lao động thương binh và xã hội trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ có trách nhiệm kiểm tra tổng hợp lập danh sách kèm từ trình gửi văn phòng chính phủ, trình thủ tướng chính phủ ban hành quyết định cấp lại bàn tổ quốc ghi công. Và trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cấp lại bàn, có trách nhiệm in, chuyển văn phòng chính phủ, đóng dấu bàn tổ quốc ghi công, sau đó gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được bàn tổ quốc ghi công được cấp lại, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm gửi bàn tổ quốc ghi công đến người đề nghị. Căn cứ Điều 23 Nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ, quy định cá nhân đang giữ bản gốc bằng tổ quốc ghi công của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc là bằng tổ quốc ghi ơn của Bộ trưởng Bộ Thương binh, Cựu binh, có nhu cầu cấp đổi sang bằng tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ thì gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người hy sinh thường trú trước khi tham gia cách mạng hoặc nhập ngũ. Ủy ban Nhân dân cấp xã trong thời hạn 5 ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận bản khai, tổng hợp, lập danh sách và tờ trình, kèm theo bằng gốc gửi Sở Lao động Thương minh và Xã hội. Trường hợp bằng gốc không thể hiện được thông tin do mờ chữ hoặc bị hư hại, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai tại thôn, xã để lấy ý kiến của nhân dân, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương trong thời gian tối thiểu 40 ngày và lập biên bản kết quả niêm yết công khai trong thời gian 12 ngày kể từ ngày có kết quả niêm yết công khai thì phải tổ chức họp hội đồng xác nhận người có công cấp xã để xem xét đối với các trường hợp không có ý kiến khiếu nại, tố cáo của nhân dân, lập biên bản họp xét duyệt và có biên bản đề nghị kèm biên bản kết quả niêm yết công khai và biên bản họp xét duyệt của hội đồng xác nhận người có công cấp xã gửi sở lao động thương binh và xã hội kèm bản gốc. Sở lao động thương binh và xã hội trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, lập danh sách đối với các trường hợp đủ căn cứ, có văn bản đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kèm theo bằng gốc. Trường hợp bằng gốc không thể hiện được thông tin làm căn cứ để cấp đổi do mờ chữ, thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị trưng cầu giám định. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giám định, nếu có đủ căn cứ, thì Sở có văn bản đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kèm theo bằng gốc và kết quả giám định. Bộ Lao động Thương minh và Xã hội trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp, lập danh sách kèm tờ trình gửi văn phòng chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định cấp đổi bằng tổ quốc kỳ công. Và trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cấp đổi ban có trách nhiệm in, chuyển văn phòng chính phủ đóng dấu bằng tổ quốc kỳ công sau đó gửi Sở Lao động Thương minh và Xã hội. Sở Lao động Thương minh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được bàn tổ quốc ghi công cấp đổi, có, có trách nhiệm cho số quản lý, làm trích lục hồ sơ liệt sĩ, lưu giữ bàn cũ và các giấy tờ liên quan trong hồ sơ, sau đó gửi bàn tổ quốc ghi công đến người đề nghị. Như vậy là kênh vừa thông tin xong đến mọi người về thủ tục hồ sơ xin cấp lại cũng như là cấp đổi bàn tổ quốc ghi công theo quy định tại Nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan đến vấn đề này hay những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.